mẫu hoa cẩm chướng bằng cái... Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa cẩm chướng. Đây là hoa mẫu mình đã làm. Một bông màu hồng, bông màu vàng và một bông màu điểm, màu hồng còn có điểm thêm một chút hồng đậm. Để làm được hoa cẩm chướng như thế này thì nguyên liệu cũng giống như những nguyên liệu mà mình làm những bông hoa khác ấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn làm nha. Nguyên liệu để làm thì gồm một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên là chúng ta cần đến cái kẽm cành. Mình dùng loại kẽm cành 2mm nha. Tiếp là giấy nhún nó màu trắng này. Kể từ bắt đầu từ cái video này thì mình sẽ ghi cái kích thước như thế này, có nghĩa là 60 sẽ là chiều dài và 8 là chiều rộng. Tại vì lần trước có một số clip thì mình ghi có dài chiều rộng lên trên và chiều dài dưới và ngược lại, mình ghi lung tung cái nên là các bạn khó hình dung. Thì bây giờ thì mình sẽ quy định là 60 là chiều dài và 8cm là chiều rộng nha. Tương tự thì mình lấy màu xanh cũng vậy. Kích thước chiều dài là 10cm và chiều rộng là 7cm nha. Màu xanh này thì chúng ta định làm lá thì các bạn làm cắt cho mình 4 cái miếng như này với kích thước là 8 x 1.5cm nha. Tiếp nữa là chúng ta dùng đến keo sữa này, băng keo sáp màu xanh, là các bạn dùng một bút màu xanh như thế này. Màu sắc thì tùy các bạn nha, các bạn có thể chọn màu làm sao cho nó giống với cái màu của hoa ấy, hoặc là các bạn không có thì cũng không sao, không cần thiết đâu. Bây giờ thì mình sẽ vào làm cụ thể nhá. Bây giờ thì mình sẽ cắt phần cánh hoa trước nha. Các bạn gấp đôi tờ giấy màu trắng này lại, gấp làm sao để các bạn có thể dễ cắt nhất là được. Ở đây thì mình sẽ gấp nó dày hơn nha. Sau đó thì các bạn dùng kéo cắt như thế này. Cắt càng nhỏ thì càng tốt nha. Càng nhỏ thì nó sẽ càng giống với cái hoa thật hơn. Hôm nay là mùng 3 Tết mà ngoài đường thì cũng không thấy đông đúc lắm, nên là quanh lúc này khá là yên tĩnh. Mấy ngày Tết mình toàn ở nhà, không đi đâu cả. Sau khi cắt xong như thế này nhá, thì các bạn sẽ gập cái tờ giấy lại như thế này. Chúng ta dùng tờ giấy màu xanh này, cái bút màu xanh này, chúng ta phệt vết lên cái phần tam giác mà chúng ta vừa cắt ấy. Các
Và bạn nào không có bút này thì thôi cũng được nha, không cần thiết. Sau đó các bạn trải cái tờ giấy nhún này ra nha, như thế này. Các bạn làm theo mình nha. Dùng tay vừa kéo giãn là vừa. Mình cũng biết nói tạo lượng sóng à. Rồi, giờ chúng ta sẽ dùng tay để cũng làm như vậy, kéo giãn cái tờ giấy nó ra. Như vậy chúng ta đã được một cái dải giấy có hình dạng như thế này nha. Bây giờ chúng ta sẽ dùng keo sữa để cuộn chúng lại. Các bạn phết keo sữa vào đầu cái kẽm cành này. Các bạn cuốn lại như mình nha. Lúc đầu tiên thì chúng ta cuộn chặt lại để cho không hở cái phần kẽm mà chúng ta có thể nhìn thấy qua cái lớp giấy này nha. Rồi sau đó các bạn nhúng này, bằng tay các bạn nhúng. Nhúng theo vòng tròn nha. Các bạn nhúng cho đến hết cái đó. Rồi cuối cùng thì các bạn dùng tay ấn chặt cái phần đài lại. Chúng ta dùng chỉ để cố định lại nha. Các bạn dùng tay để chỉnh bông hoa cho nó đẹp. Đây là mình làm với cái kích cỡ trung bình. Còn nếu bạn nào mà muốn làm cái kích cỡ nó to hơn ấy, thì các bạn cắt cái chiều dài nó khoảng 70-80cm nha. Đó, chúng ta đã làm xong cái phần hoa. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm phần đài nha. Bây giờ thì các bạn cắt cái mảnh giấy có kích thước là 10 x 7cm. Các bạn gập đôi này, gập tiếp này, gập thêm một đoạn nữa này. Rồi chúng ta cắt tạo hình đài hoa. Các bạn trở tờ giấy ra như thế này. Các bạn đo thử vào đây, mình cắt nó bị dài ấy, nên là mình sẽ cắt bớt đi nhá. Thì các bạn sẽ giảm phần kích thước đi còn khoảng 8 x 7cm nha.
làm còn 6 nhân với 7. Đây. Kích thước này chúng ta sẽ giảm đi còn 6 nhân với 7 cm nha. Rồi chúng ta sẽ dùng keo sữa. Các bạn trải đều ra cái tờ giấy nhún này. Đặt vào cái phần hoa như thế này. Xong rồi một tay các bạn đặt như này, các bạn giữ chặt cái phần dài này. Các bạn túm phần dưới, các bạn xoắn lại. Dùng băng keo sáp để cuộn lại cái phần đài này nha. Mình mua cái băng keo sáp này thì nó đậm quá nên là nó không ra cái màu lá cây. Đây là màu xanh ấy, nhưng các bạn nhìn sẽ ra màu nâu. Chúng ta đã gần hoàn thiện cái bông cẩm chướng này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần lá với kích thước là 8 x 1,5 cm. Các bạn cắt tạo hình lá như mình nha. Lá hoa cẩm chướng thì hơi nhọn và dài. Đây, các bạn cắt được những phần lá như thế này. Sau khi chúng ta cắt được lá thì chúng ta sẽ ghép vào cái phần này nha. Vào phần cây, chúng ta dùng băng keo sáp để cuộn lại. Các bạn làm có thể làm nhiều lá hơn nhé, nhưng mà mình thì lười nên là mình chỉ làm tổng 4 lá thôi. Các bạn dùng tay uốn cong cái lá này cho nó đẹp. Như vậy là chúng ta đã gần hoàn thiện được cái hoa cẩm chướng. Chúng ta đã hoàn thiện xong hoa cẩm chướng thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa này nha. Hoa này có thể để cắm hoặc là để bó thành bó cũng rất là đẹp. Màu sắc thì đa dạng. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.